hồi nãy thầy có nói là trong mỗi lớp sẽ có nhiều tổ đúng không? Thì ở đó trong cũng y chang vậy á. Ha, ví dụ như thầy có lớp số 2, lớp số 2 cũng sẽ được chia thành nhiều tổ, nhưng mà trong trong hóa học người ta không gọi là tổ, người ta gọi là phân lớp. Ha, như vậy thì trong cái lớp số 2 này cũng sẽ có nhiều phân lớp. Được chưa? Và tương tự lớp số 3 cũng sẽ có nhiều phân lớp, giống như mình có nhiều tổ vậy. Và mỗi phân lớp sẽ có nhiều electron. Được chưa? Thì đó chính là cái sự sắp xếp của electron. Vậy bây giờ chúng ta cùng xem coi là đối với các lớp thì số lượng phân lớp như thế nào. Lớp số 1, mình tưởng tượng lớp số 1 là ít học sinh lắm, cho nên chỉ có một tổ thôi. Và cái tổ đó người ta đặt tên là tổ S. Ha, trong cái khoa học, trong khóa học thì người ta gọi là phân lớp S. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái ký hiệu này. Cái số 1 này này chính là số thứ tự của lớp. Giống như lớp 10A1 thì cái số 1 này là số thứ tự lớp. Vậy đây là lớp số 1. Đây là phân lớp S trong lớp số 1. Được không? Đây là phân lớp S trong lớp số 1. Ha, còn số 2 này là gì? Số 2 này chính là số electron tối đa trong cái phân lớp 1S này. Được chưa? Vậy giống như là mình trong một cái lớp đi, à lớp 10A1 có một tổ, à lớp này ít học sinh, có một tổ thôi. Và cái tổ đó có hai đứa học sinh thôi. Được chưa? Thì giống như electron cũng giống vậy. À lớp số 1 thì chỉ có một phân lớp là phân lớp S thôi. Người ta viết là 1S. Hai các bạn ha. Và số 2 này viết ở trên đó là số electron tối đa có trong phân lớp này. Tối đa có nghĩa là một được không? Được. Nhưng tối đa chỉ hai thôi. Ba là không được. Được chưa? Thì đó chính là cái cách viết cái ký hiệu về lớp, phân lớp và số electron. Ha. Vậy thì đối với lớp số 2 thì sao? À, lớp số 2 nhiều học sinh hơn, cho nên sẽ có hai phân lớp. Đó là phân lớp 2S và phân lớp 2P. Như vậy thì cái phân lớp 2S cũng là chữ S giống như thế này, thì nó cũng sẽ có tối đa là hai electron. Thì cái số viết ở trên số mũ á, đó là số electron có trong cái phân lớp đó. Nó sẽ có tối đa hai electron. Ha. Rồi, có phân lớp thứ hai, cái tổ thứ hai là phân lớp 2P. Phân lớp 2P á, thì chứa được nhiều electron hơn, tối đa là 6 electron. Được chưa? Vậy thì khi chúng ta nhìn vào ký hiệu 2P6, chúng ta hiểu rằng lớp số 2 nè, ha, phân lớp P, tức là phân lớp P trong lớp số 2 đó, có tối đa là 6 electron. Được chưa? Đó. Tiếp tục, lớp số 3 nhiều học sinh hơn sẽ có 3 phân lớp, thì chúng ta cũng dự đoán được chắc chắn cũng sẽ có 3S, 3P và cái thứ ba chính là 3D. Vậy thì phân lớp 3S cũng tương tự như vậy, S thì có tối đa 2 electron, P tối đa 6 electron, còn D tối đa là 10 electron. Được chưa nè? Rồi, còn đối với lớp số 4 thì sao? Giống như quy tắc giống nãy giờ, các bạn có thể dự đoán được lớp số 4 sẽ có 4 phân lớp, đúng không? 4S, 4P, 4D và cái cuối cùng là 4F. Ha, 4F. Vậy các bạn thấy tối đa của S là 2 nè, P là 6 nè, D là 10, còn F là 14. Được chưa? Vậy lớp số 5 thì sao? Lớp số 5 chúng ta cũng sẽ có 5S, 5P, 5D, 5F và lẽ ra sẽ có thêm một cái phân lớp nữa, nhưng mà phân lớp đó người ta chưa tìm ra. Cho nên kể từ lớp số 5 trở đi thì chúng ta xem như chỉ có 4 phân lớp là S, P, D và F thôi.